nhóm nhạc Việt vừa tái hợp, từng gây sốt tại Hàn Quốc. Mới đây, sau 5 năm kể từ ngày tan rã, các thành viên vừa có màn tái hợp khi cùng làm cameo trong một dự án âm nhạc của nghệ sĩ khác. Nam chính thức debut tại Việt Nam với single đầu tay Thet It Slow vào tháng 5 năm 2015 nhưng không gây được tiếng vang. Nhanh chóng sau đó, nhóm bắt đầu tấn công thị trường Hàn Quốc bằng việc phát hành phiên bản remake bản Thét Tốc 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 của biểu tượng K-pop Lee Hyori. Đến năm 2016, may đột ngột rời nhóm, Nam tiếp tục hoạt động với đội hình 3 người. Cùng năm, Lam bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Các cô gái tham gia game show nổi tiếng Một Canxi Do Voice và gây ấn tượng mạnh trước chàng nghệ sĩ Hàn khi thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo chuyên nghiệp. Phần trình diễn thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhờ đó, cái tên Lam cũng được biết đến nhiều hơn. Tận dụng sức nóng, Lam trở về nước hoạt động và lần lượt ra mắt các sản phẩm Bát Tợp Me, Baby Boo, Party Ghi. Tuy nhiên, đều không hiệu quả. Theo thời gian, Lam không có sự bứt phá, dần trở nên mờ nhạt giữa thị trường âm nhạc Việt Nam. Một số thành viên bắt đầu đánh lẻ, trong đó Nick ra mắt ca khúc solo, tham gia một cuộc thi âm nhạc. Emma thể hiện khả năng diễn xuất ở vài dự án. Cầm cự đến tháng 5 năm 2019, Lam chính thức tuyên bố tan rã sau 5 năm hoạt động. Sau khi Lam tan rã, mỗi thành viên đều theo đuổi con đường riêng. Nick Kim Cương là người có hoạt động nghệ thuật nổi bật hơn cả. Nữ ca sĩ kết hợp Trịnh Thăng Bình, tạo nên một cặp bài trùng của V-pop và cho ra đời những bản song ca thành công như Khác Biệt To Lớn, Cho Anh Xin Thêm Một Phút, Khác Biệt To Lớn Hơn. Tuy nhiên, các dự án cá nhân của Lít lại kém sức hút. Ca khúc gần nhất mà cô phát hành là Khó Mở Dễ Đóng, đánh dấu bước đi độc lập sau khi dừng làm việc cùng Trịnh Thăng Bình nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Yvonne là thành viên đảm nhận vị trí rapper của Lam. Năm 2020, cô nàng kết hợp ca sĩ người Hàn Tera tung MV debut solo với tựa đề Better Day. Phần rap do cô thể hiện đều được viết bằng tiếng Hàn. Với sản phẩm này, Yvonne có cơ hội quảng bá trên chương trình âm nhạc Hàn Quốc. Hiện tại, Yvonne đã gia nhập một công ty giải trí quen thuộc ở Việt Nam là Dreams Entertainment, quản lý các ca sĩ Hoàng Duyên, Kara, Jisoo. Tuy nhiên, tại đây, cô đảm nhận một vai trò khác và dường như không còn hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Emma Nhất Khanh cũng từng phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân mang tên Just Smile vào năm 2020. Ngoài ra, cô nàng vẫn duy trì hoạt động với vai trò MC, tham gia diễn xuất, góp mặt ở một số game show dành cho giới trẻ đồng thời là nhà sáng tạo nội dung. Trương Bay, thành viên rời Lam sớm nhất hiện đang làm công việc dây di. Ít ai biết rằng Suni Hạ Linh từng suýt chút nữa debut cùng Lam bởi cô vốn nằm trong đội hình ban đầu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã quyết định rút lui trước khi nhóm chính thức ra mắt. Suni Hạ Linh cũng là thí sinh trong cuộc thi ngôi sao Việt mùa đầu tiên giống Lít, Emma, Yvonne và Mai. Vì thế, các cô gái có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Gần đây, Suni Hạ Linh có dịp tái ngộ 4 thành viên của Lam trong sản phẩm Lạc Khách kết hợp ca sĩ đi. Sau ngôi sao Việt, Suni Hạ Linh ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2016. Sản phẩm đầu tay Em đã biết đạt được thành công lớn. Thừa thắng xông lên, Suni Hạ Linh phát hành Say Is, Cảm Nắng và nhận về phản hồi tích cực. Năm 2019, nữ ca sĩ có bản hit tiếp theo mang tên Không Sao Mà Em Đây Rồi. Sang 2020, cô kết hợp cùng ban nhạc Julius trong ca khúc Cứ Chiều Thôi gây sốt xứ Trung. Sau đó, Suni Hạ Linh tiếp tục chiếm nhiều cảm tình khi tham gia series âm nhạc Hương Mùa Hè, đốn tim người nghe bằng những bản cover vào hạ, dầm trong tim, ước gì. Năm 2023, cô nàng tái xuất đầy trưởng thành thông qua hai ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích là Ngỏ Lời và Sự Mập Mờ. Gần đây, có thông tin cho rằng Suni Hạ Linh đang tham gia chương trình ăn khách đạp gió 2024 tại Trung Quốc, hứa hẹn đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. Dù dừng hoạt động đầy tiếc nuối, Lam vẫn là một màu sắc đặc biệt trong bản đồ V-pop. Mặt khác, sự tan rã của girl group 4 thành viên cũng một lần nữa cho thấy Việt Nam luôn là thị trường vô cùng khắt khe đối với mô hình nhóm nhạc.